1.700.000 đồng mẫu đẩy Powershot này, giá rất sốc 1.700.000 đồng. Ok, xin chào tất cả các bác nhé. Tháng 7 này thì này em có ra cái chương trình khuyến mại cho các bác 100 chiếc cục đẩy Powershot mang mã hiệu là T802, thì em bán cho các bác giá chỉ còn một nửa thôi, 3.500.000 đồng, và bên công có chạy chương trình khuyến mại đến cho tất cả các bác và anh em. Cái mẫu sản phẩm này chỉ còn 1.700.000 đồng các bác nhá, 1.700.000 đồng một chiếc cục đẩy này. Giá thứ nhất là các bác nghe thôi thôi, phải em đọc ra thôi em cũng đã thấy là cực kỳ sốc rồi. Các bác có thể đánh được một đôi loa bass full 30 thoải mái, căng đét xem. Khuyến mại gọi là tri ân cho các bác. Ở tháng 7 sẽ có chương trình khuyến mại chiếc cục đẩy này, và tháng 8 em sẽ có chương trình tặng xe đạp, tháng 9, tháng 10 em đang nghĩ đó nhá. Thì là mỗi tháng em sẽ có một cái chương trình khuyến mại giá cực kỳ sốc, giá bao rẻ nhất Việt Nam và bao cho các bác, là coi như đây là trợ giá cho các bác rồi. Cực kỳ rẻ. 1.700.000 đồng cho các bác được chưa? Giá này là giá bao gồm là một chiếc cục đẩy trần như này, chưa bao gồm dây rắc đi kèm, và khi các bác mua các bác cọc cho em 200.000 đồng. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng giúp em, các bác hoạt động bình thường hay test hay đánh khỏe đánh căng thì các bác mới lấy, không các bác trả về cho em được chưa? Nói luôn ở trên video cho các bác để xanh chín luôn, để cho các bác về là các bác mua hàng là các bác được kiểm tra hàng, được check, được tháo ra và được test âm thanh không hay cho các bác trả lại. Đó. Khuyến mại rất là sốc cho các bác và anh em rồi, không ở đâu bán được cho các bác một chiếc cục đẩy 2 kênh 800W trên một kênh như này. Và cái hàng này là em khuyến mại xả hàng gọi là lỗ rồi, thì em sẽ bao test cho các bác là 7 ngày các bác nhá. Ok, và các bác nào mua sản phẩm này vui lòng liên hệ cho em qua số 0984855195, nhân viên sẽ tư vấn cho các bác là 24/24, và phương châm của bên em là bán hàng hay và tuyệt vời em mới lấy tiền, còn hàng mà không chất lượng và cái giá thành của nó cao hoặc là nó đến tay các bác mà các bác còn lăn tăn này em cũng không vui. Nên là bán cho các bác là chúng ta đều phải vui vẻ nhận hàng, và các bác còn ủng hộ em tiếp chứ không phải là bán một lần rồi thôi. Ok, xin chào tất cả các bác.